Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn nghiệp vụ hạch toán kế toán tổng hợp. Trước tiên các bạn vào menu hạch toán, phần nhập chứng từ. Đây là màn hình thông tin chung của chứng từ, bao gồm các thông tin là ngày hạch toán, là ngày chứng từ được đưa vào hệ thống. Ở bảng kê ở đây sẽ liệt kê toàn bộ các chứng từ được nhập cùng ngày. Ngày hạch toán và ngày phát sinh chứng từ có thể khác nhau, tuy nhiên thì chứng từ phát sinh ngày nào nên nhập vào ngày đó. Đây là phần tổng hợp, tức là thể hiện trạng thái của chứng từ, bao gồm hai trạng thái. Trạng thái tổng hợp, tức là chứng từ sau khi được nhập sẽ được tổng hợp vào sổ cái, sổ chi tiết. Trạng thái thứ hai là trạng thái treo, thì chứng từ sẽ là một chứng từ nháp và toàn bộ số dư trên hệ thống không thay đổi. Chương trình sẽ mặc định là chứng từ trạng thái sẽ là trạng thái tổng hợp. Đây là phần liệt kê chứng từ theo tất cả người sử dụng hoặc theo người đang đăng nhập. Đây là nghiệp vụ không phát sinh chứng từ. Phần loại chứng từ, tức là tham chiếu đến loại chứng từ đã được khai báo trong hệ thống loại mã chứng từ. Phần số thứ tự thì số sắp xếp theo loại chứng từ. Chương trình sẽ tự động sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo loại chứng từ năm phát sinh. Người sử dụng có thể sửa. Nếu người sử dụng sửa vào số thứ tự đã có thì nội dung của chứng từ cũ sẽ hiện lên. Người sử dụng có thể sửa nếu đó là chứng từ của mình. Phần số chứng từ, tức là số chứng từ gốc đi kèm. Ngày chứng từ là ngày phát sinh chứng từ. Phần nội dung, ví dụ tôi nhập nội dung là chi phí hạch toán chi phí nhân công tháng 11 2013. Ở đây là phần định khoản chi tiết. Phần thứ nhất là tài khoản nợ. Các bạn có thể định khoản, ví dụ tài khoản nợ phát sinh là 642, và các bạn có thể dùng mã F1 để tra cứu mã tài khoản đến phần chi tiết. Ví dụ tôi sẽ chọn 642 ở đây. Các bạn nhấn phím Enter thì ở đây sẽ phía bên tay phải sẽ hiện lên đến phần tài khoản 642. 6421 là chi phí nhân viên quản lý. Ví dụ tôi sẽ chọn là 6421. Hoặc là tôi sẽ chọn phần mã thống kê, thì nếu mà các chương trình khai báo mã thống kê thì các bạn bắt buộc phải gõ vào. Ví dụ số tiền là 15 triệu. Phần diễn giải là diễn giải chi tiết cho từng bút toán tương ứng nếu cần. Ví dụ phát sinh có là 334. Các bạn có thể xem có tài khoản chi tiết không bằng cách nhấn vào F1 để tra cứu. 334 là phải trả người lao động, lương trả nhân công trực tiếp, lương trả nhân công phân xưởng, lương trả nhân viên bán hàng, lương trả cán bộ quản lý. Ví dụ tôi chọn chọn là 3344. Ở đây là tổng tiền phát sinh nợ và phát sinh có. Chương trình sẽ tự động cộng tổng tiền của chứng từ. Nếu không cân thì chương trình sẽ báo, còn nếu cân thì chương trình sẽ tự động được đưa vào. Ở đây có các nút chức năng, nút nhập là dùng để nhập và sửa chứng từ, nút xóa là dùng để xóa chứng từ đã nhập và người sử dụng chỉ có thể xóa được chứng từ của mình và với gốc phát sinh là trong phân hệ chứng từ tương ứng. Nút mới là dùng để tạo bản ghi mới để tạo chứng từ mới. Nút copy dùng để sao chép thông tin từ chứng từ cũ để chuẩn bị cho chứng từ mới. Nút in là dùng để in phiếu ghi sổ. Ở đây có nút file là các bạn có thể nhập số liệu vào từ file Excel. Khi nhập xong thì các bạn nhấn phím nhập. Phần chi tiết ở liệt kê chứng từ ở bên tay phải màn hình sẽ hiện lên cái chứng từ vừa nhập, có số là chứng từ kế toán 12-1-5. Trong quá trình nhập, nếu có vướng mắc gì, các bạn có thể nhấn vào nút dấu hỏi ở đây để xem hướng dẫn sử dụng. Nếu có góp ý gì cho chương trình, các bạn có thể nhấn vào nút phong bì thư. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.